Hello, xin chào mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tính năng sử dụng lời bài hát hiển thị ở trên cây đàn nha mọi người. Đó, thì cái tính năng này bên Trần Liêm cũng đã có chép sẵn ở trong USB để tặng cho mọi người, để mọi người ví dụ như không biết hợp âm thì mọi người có thể xem được. Rồi, bây giờ đầu tiên để mở được một cái danh sách cái lời bài hát trên đây thì bấm vô cho Trần Liêm chữ layer. Bấm vô chữ layer xong rồi ha, chúng ta sẽ bấm chữ test. Ở màn hình này á, thì nó có hai cái test, mọi người muốn chọn nào cũng được, chọn test đây. Rồi, mọi người bấm vô test select. Rồi bấm qua USB đến cái thư mục song bút, thư mục số 12. Rồi mọi người chọn đại bất kỳ một bài đi. Anh đi, anh gì đây? Anh chàng đẹp trai đi. Rồi, sau khi mà chọn được cái bài anh chàng đẹp trai rồi, chúng ta bấm lại chữ layer, bấm lại chữ test một lần nữa thì nó sẽ ra. Mọi người thấy không? Na 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 na. Thì nó ghi là sáng tác Vũ Nguyên, điệu cha cha cha, nam hát là mi dáng thứ, nó có sẵn trên đây nè. Nó là thứ, hợp âm nó có sẵn. Mọi người muốn bài khác thì mọi người bấm vô chữ anh chàng đẹp trai, bấm lại rồi mọi người chọn bài anh Ba Hưng. Sau khi chọn được anh Ba Hưng rồi, chúng ta sẽ bấm layer và bấm vô chữ test lại lần nữa. Ra anh Ba Hưng, có anh Ba Hưng. Đó, nó có sẵn. Chữ lớn chữ nhỏ thì chỗ này medium là trung bình, là lớn nhỏ là có sẵn hết ha. Đó, trang 1, trang 2 nè, qua ba trang nè, trang 1, trang 2, rồi acid thì nó trở về rồi. Ok, đó là cái thao tác chọn nhìn được cái lời bài hát ở trên cái đàn nha. Chúc mọi người thực hiện thành công. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.